đi chèo Quế vậy. Buổi tối ngày 3 tháng 6 này. Mùa hè nóng ăn chè đá mát. Có hái được cây hái được xanh hái được đông. Sao sao? Đó, đây là gần cửa Thượng Tứ, bờ bắc sông Hương Huế. Buổi tối người ta đi ăn chè, đặc biệt là chè heo quay. À, đông quá bán không kịp rồi. Đây, ngồi ăn. Bởi vì đến cái tên tiệm chè này là mở tôn đích đó. Huế góc đường Trần Hưng Đạo với đường Đinh Tiên Hoàng này. Bây giờ khoảng 10 giờ đêm. Dạ không, đi tiếp kìa. Thì bán bò bó, bán bún bò. Đây là đường Trần Hưng Đạo gì. À, cho vị đi dạo phố Huế 10 giờ đêm khuya ngày 3 tháng 6 năm 2017. Phố cổ hay gì? Bà Rớt, uống bà Huế bà Rớt nổi tiếng số 9 Trần Hưng Đạo. Món này ăn chay vừa ngon lắm. Múc cái nồi nước lèo đó vậy. Ngon quá bà ơi. Dạ nhớ câu. Thì cái nồi này giống như cái nồi đồng ngày xưa. Dạ đó. Chứ đâu giống bỏ được đâu. À, nên là mình nấu bằng nồi nhôm. Dạ, nấu bằng nhôm. Dạ. 63 triệu. Đến Huế qua cầu Phú Sưng cái gì, bên bờ bắc sông Hương á. Số 9 Trần Hưng Đạo. Khuya đi. Đây có cô phục vụ ăn tô bún bò. Wow, hấp dẫn không? Cái này là bún hả? Bún bò Huế. Quá. Có bò, giò, chả, cua, tái, nạm gân. Bà Rớt. Đây là cái cổng thành Huế cổ nè. Ok. Đó, nhìn ra đường quý vị. À, và bên kia là cầu Phú Sưng và thẳng qua bên đó lên phía trước đó vậy, khoảng 500m là Đại Nội Huế, kinh thành Huế. Ok. Rồi đây đoàn đang thưởng thức món bún Huế. À, hấp dẫn nha. Chấm với lại mắm ớt qua nè. Ủa có chanh mà. Thôi miếng chanh luôn đi cô. Biêu ra biêu ấy.
Đó, đây đoàn đang đi qua hầm Đèo Phước Tượng. Một bên là đường hầm dành cho xe lửa, một bên là dành cho đường bộ xuyên qua cái ngọn đồi phía trước. Ngày xưa là phải đi đường đèo á, bây giờ an toàn. À, đây xe lửa đang song song chạy nè quý vị. Okay. Rồi vô miệng hầm. Hầm này dài 350 mét quý vị. À, qua đây gặp lại xe lửa. Gặp lại xe lửa rồi các con. Okay. Cảnh rất là đẹp quý vị. Đây là khu vực Phú Lộc, từ Thiên Huế hướng về Đà Nẵng, gần tới đèo Hải Vân. À, và dãy núi hùng vĩ phía trước chính là dãy Bạch Mã, ranh giới giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, cũng như là ranh giới tự nhiên giữa miền Bắc và miền Nam quý vị. Qua cái ranh giới này thì từ Đà Nẵng trở vào Nam, khí hậu nó khác với khí hậu miền Bắc. Nếu như miền Bắc một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, thì phía Nam dãy Bạch Mã này trở vô thì chỉ có 2 mùa mưa và mùa khô thôi. Rồi, từ đây đi Đà Nẵng chỉ còn 45 cây số nữa. Đó, quẹo trái là đi Đèo Phước Tượng cũ á. Đây khu vực này quý vị thấy nấu dầu tràm, lò nấu dầu tràm. Thiên nhiên ưu đãi, lấy đi cái này thì lại trả cho cái khác. Tức là khí hậu nắng, đất đai cằn cỗi thì cây tràm nó sống tốt, thì người ta lấy cái lá, lấy cành nó để đun chưng cất lên thì nồi dầu tràm bán để kiếm sống quý vị. Ok. Chị thấy hình rất là nét. Trời nắng đi thuận với chiều rồi. Đi qua cầu Bầu Hưng. Biển số xe của Thừa Thiên Huế là 75. Xe container phía trước là xe của Sài Gòn 51. Chạy xuyên Việt quý vị, chở hàng quá trên đường quốc lộ 1A. Rồi, cái xe màu nâu vừa qua đó là biển số Lào quý vị, chạy từ Sapa Đà Kẹt Viên Chăn ấy, về Đà Nẵng. Như vậy là từ Việt Nam có thể du lịch qua Lào, qua Campuchia, qua Thái Lan ngoài bằng đường bay thì có thể đi bằng đường bộ. Thì đường bộ có lợi thế là ngắm được cảnh sông núi hữu tình, qua những cái buôn làng dân tộc thiểu số, cảnh đồng quê mộc mạc. Thì đi máy bay, bay cái vèo đáp xuống thành phố khác, không có thấy được cái nét nhân giả của mỗi vùng miền đi qua. Cái xe màu xanh này là đến từ Gia Lai nè, số 82. Chắc là đi du lịch. Đây qua cầu Nước Ngọt. Đây là ngã ba rẽ vào cảng Chân Mây, cảng nước sâu của Thừa Thiên Huế nữa gì. Tàu công suất lớn đi đại dương á, có thể cập vô cảng Chân Mây nó được.
du thuyền 5 sao quốc tế cập cảng Chân Mây để vô tham quan Thừa Thiên Huế, là vô cái ngã ba vừa qua bên trái nãy đó. Cầu hai, một phần của phá Tam Giang Huế trưa ngày 4 tháng 6 2017 trên quốc lộ 1A hướng từ Huế đi về Đà Nẵng. Đây là quốc lộ chạy từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau gì, qua đoạn Thừa Thiên Huế giáp với Đà Nẵng có đèo Hải Vân, thì bây giờ đã có làm đường hầm xuyên qua. Nhiệt độ ở Huế bây giờ khoảng 39 độ C, trời nắng nóng gì. Và phía trước là dãy núi Bạch Mã, ranh giới tự nhiên giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đoàn đang từ từ tiến về Phú Lộc, Lăng Cô, đèo Hải Vân nữa gì. Đây, phong cảnh của miền Trung Việt Nam là bên trái là biển Đông, ở giữa là cánh đồng thung lũng hẹp và bao quanh là các cái dãy núi cao. Ở đây là cái đầm Cầu Hai. Ở trên đầm Phá thì người ta hay nuôi hải sản gì, nuôi hào, nuôi cá. Đây vô thị trấn Phú Lộc 6 cây số nữa. Phong cảnh miền Trung Việt Nam vào đầu hè đang dọc đường có mấy quán cơm, phải phải là vô đập trùi hướng về thiền viện Bạch Mã đó gì. Ở đây quý vị thấy chữ AH1 đó, đây là viết tắt của từ ASEAN Highway Number 1, là thuộc hệ thống đường xuyên châu Á. Từ đây có thể qua Lào, qua Campuchia gì, rẽ những cái đường xuống cá về phía tây biên giới. Dọc quốc lộ có nhiều quán cơm xe tải hay dừng để ăn. Bây giờ nó yên lặng. Thường buổi trưa xe tải sẽ hạn chế đi lại, tranh thủ ngủ gì, vì thứ nhất là đường xa nó nóng, hao dầu và lớp vỏ xe hao mòn. Trời nắng gì, thường ban đêm xe tải sẽ đi nhiều hơn. Đây là những xe container xuyên diện đó, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Đặc biệt ở vùng này là có bán dầu tràm, vì xung quanh có rất nhiều rừng tràm và cây bạch đàn, người ta hay lá lên cạnh về người ta nấu. Dầu tràm này rất tốt cho chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, nuôi bà đẻ đó hay mua dầu tràm. Đây là cảnh miền Trung Việt Nam. Giờ là 1 giờ rưỡi trưa ngày 4 tháng 6 2017 trực tiếp đây. Thấy đầm Cầu Hai này, một phần của phá Tam Giang. Đây là một những cái vùng đầm nước lợ lớn nhất ở Đông Nam Á. Từ đây đi Sài Gòn còn 1031 cây số nữa gì. Ủa
ok, view rất đẹp gì ha. Và vùng này thì mùa mưa lũ nước dâng rất là cao nên nhà là xây cao cao. Mùa mưa lũ đây là từ tháng 9 đến tháng 12. Mùa hè thì nắng nóng. Đây là cầu đá bạc thì đây cũng có nhiều cái tiệm cơm bán đặc sản dùng trà rượu đá bạc. Mâm tôm chua nè. Đây đang lên dốc Phú Lộc, qua bên kia sẽ thấy toàn cảnh thị trấn Phú Lộc, cái huyện sau cùng của Thừa Thiên Huế. Giờ thấy xe tải nó bò chỉ vươn lên cao. Phía trước là toàn cảnh thung lũng Phú Lộc và dãy núi cao mây trắng, bên kia đó là dãy Bạch Mã cao trung bình 1.500 m so với mực nước biển, rồi đâm mạnh xuống. Đây toàn cảnh thị trấn Phú Lộc đây. Bày xác định bày nha. Đâm mạnh xuống xong có chữ gì hết. Dưới đất bà này nó có hai chữ mà nó cũng qua trang. Bắt đầu múa theo những động tác như thế này nè. Trời ơi xác định kỹ quá. Tiến lên lên. Hey. Xe đầu kéo xe tải lớn rồi đang đi vào thị trấn Phú Lộc. Có cái vụ gì mà ra cả người vậy? Trưa nóng người ta trú dưới các bóng tay bóng cây uống nước mát đi. Cho nên chủ chợ hồ có mới mừng đó, khi mời của em tới một sản phẩm mới, sản phẩm mà cái hồ xe đò xe bus xe tour du lịch chạy từ Hà Nội vào mẹ tròn con vua biển số 29. Mấy người này tại sao chết mà nó múa quá vậy? Anh em mặt mới của mình chạy chị nó chạy người mới hả? Nó nghe nè nè, hồi lúc mình còn sống đó. Rồi từ đây đi nẵng 50 cây số phải là vườn quốc gia Bạch Mã gì? Đi lên đỉnh núi đó, khí hậu nó giống như ở Đà Lạt, trong đó khu rừng nguyên sinh, nó có cái nhà nghỉ đi sinh thái về với thiên nhiên, đặc biệt là tham quan thác Đổ Quyên đó, vườn quốc gia Bạch Mã, điểm du lịch dành cho những người yêu thích trekking, khám phá rừng.